Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Phi Hùng. Năm nay mình 21 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh bất động sản. Mình còn đi hát. Thì bữa nay tặng ca sĩ không? Đi hát lâu chưa Hùng? Dạ, em đi hát từ nhỏ ạ. Mấy tuổi là đi hát nè? Dạ, 6 tuổi đi hát rồi. 6 tuổi đi hát? 6 tuổi đi hát rồi ạ. Hay nhỏ vậy đi hát hay kêu là thần đồng á. Rồi, bạn nhớ cái bài hát đầu tiên bạn hát không? Cầu Bông Khuyết ạ. Ai đã yêu một lần đều trải qua cây đắng của tình yêu. Dạ. 6 tuổi sao còn không biết được? Dạ, hồi đó biết hát bài Cầu Bông Khuyết à. Rồi 6 tuổi hát bài Cầu Bông Khuyết. Mình tên là Châu Toàn, năm nay mình 23 tuổi. Công việc hiện tại là diễn viên và người mẫu ảnh. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m80. Nhưng mà ở bên nhà nội của em thì em là người lục nhất. Người lục nhất. Wow. Ai là người cao nhất? Dạ, đó chính là anh con của bác, 1m92. Trời ơi, 1m92. Mình là Gia Nhật, năm nay mình 23 tuổi. Cho biết cao mét mấy là Nhật ơi? Dạ 1m8 ạ. Hai con trai cho mình cao quá. Nhật Hào ơi, em cao mét mấy? Dạ em cao 1m69 rưỡi. 69 rưỡi. Còn với Hùng nè. Ơi, em cao mét mấy? Dạ em cao 1m65 ạ. Ai trước đi, ấn tượng như sao màn hình vóc dáng nè. Dạ ấn tượng đầu tiên thì em nghĩ là anh số 2. Châu Chí Hùng sao? Trời bắn tim đâu. Quá ông trời ông ơi. Anh này anh bản lĩnh sân khấu từ 6 tuổi mà. Rồi còn Trung Nguyên, giờ em ấn tượng với anh số 1. Số 1 Nhật Hào. Y 1m8 là tôi ấn tượng lắm mà sao hai con tôi đó ấn tượng ta. Không tự cảm xúc ban đầu không mà. Cũng nói thật với má là bây giờ con đang sở hữu hai căn nhà cũng do bạn đó bán luôn. Hùng ơi Hùng. Dạ. Vô đây con. Hùng. Dạ. Hả cái gì vậy? Dạ con gặp lại thì con nói vụ mà hợp đồng mua nhà. Nghe đồn mà Toàn nó mua được hai căn thiệt không Hùng? Dạ. Dạ. Hồi nãy nói nhỏ con. Nói gì à? Xíu mày kêu tao mua hai nhà mày nha. Rồi tao quýnh với con nè. Tần số tình yêu mùa 2 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.